Sau thế giới xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị các bạn thân mến, thời gian vừa qua thì chúng ta đã đồng hành cùng với nhau đi tìm hiểu những vấn đề thú vị trong cuộc sống rồi đúng không nào? Vậy thì video clip lần này các bạn hãy cùng đón chờ xem điều thú vị gì nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, nhìn tướng mũi 3 giây là biết ngay ai có số phát tài. Bốn tướng mũi dưới đây đều đại diện cho sự may mắn của phú quý. Nếu ai sở hữu sẽ có cuộc sống đủ vinh hoa phú quý. Mũi dọc dừa. Theo nhân tướng học thì tướng mũi dọc dừa là tướng mũi thẳng, dài tới sân căn, sống mũi cao và đầu mũi tròn trịa. Theo tử vi học thì người có sở hữu tướng mũi dọc dừa thường có tính cách bộc trực, nhân hậu, thông minh, nhạy bén, giỏi tính toán và hòa đồng nên được nhiều người yêu quý. Trong cuộc sống của những người sở hữu tướng mũi dừa thường trải đầy hoa hồng, ít gặp phải sóng gió, làm điều gì cũng dễ dàng thuận lợi. Mũi rồng. Tử vi học chỉ rằng những người có tướng mũi rồng có đặc điểm là sống mũi cao và thẳng, cái mũi hơi rộng, đầu mũi tròn đều và lỗ mũi kín. Trong tính cách, những cái người sở hữu tướng mũi này vốn tính tình thẳng thắn, làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ và cẩn thận. Ngoài ra thì những người có tướng mũi rồng thường là những người học rộng tài cao, thông minh, tài trí hơn người và rất giỏi giao tiếp nên dễ thành công trong kinh doanh. Phần lớn những con người có tướng mũi rồng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc và dù gặp khó khăn thế nào, họ cũng đều có quý nhân phù trợ và giúp đỡ. Tiếp tới đó là mũi to. Theo quan niệm dân gian thì ông bà ta hay có câu mũi to không no chết đói. Trong phong thủy học thì những người có mũi to thường có đường tài vận sáng lạn, có số làm quan và đạt được danh vọng địa vị cao trong xã hội. Những người có tướng mũi to họ cũng là những người sống có tình nghĩa, có trách nhiệm, nên là nhận được sự tin tưởng, quý trọng của những người khác. Sau khi kết hôn thì những người có tướng mũi to còn gặp nhiều may mắn hơn nữa, sự nghiệp hanh thông, có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức trong cuộc sống. Mũi túi mật. Trong tử vi học thì những người sở hữu mũi túi mật thì xin chúc mừng vì đây chính là một trong những tướng mũi giàu sang, có số phú quý bẩm sinh. Là một người đàn ông sở mũi đầu mũi tròn đầy, phần gốc mũi nằm ở hai đầu mắt, có dạng hơi dẹt, sống mũi cao dần đến chóp mũi thì tạo thành một cái cục tròn lớn trông như là túi mật treo, thì cuộc sống sớm muộn cũng giàu có và đặc biệt là thời kỳ trung vận trở đi. Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.